Đây là cái hệ thống tích hợp là camera và báo động Picotest. Picotest là thương hiệu uy tín của Việt Nam từ năm 2005. Và đây là cái thương hiệu báo động mà công ty Nano đã phân phối rất là lâu rồi. Và model đây là model mới nhất là PCA8300GSM với những cái tính năng rất là mới. Ví dụ như đây là cái trung tâm có bàn phím màn hình luôn, và chúng ta điều khiển bằng remote cũng như là bằng cái RFID ở đây, là cái thẻ quẹt không tiếp xúc ha. Ngoài ra thì trung tâm này nó sẽ kết nối được với rất nhiều cảm biến khác nhau. Ví dụ như là thông thường là có cảm biến cửa ha, cảm biến mở cửa, cảm biến chuyển động, rồi báo cháy. Và các bạn lưu ý là cái báo cháy này nó cũng kết nối không dây về đây luôn. Cái báo cháy này là nó cũng kết nối không dây về cái này luôn nha các bạn, và khoảng cách rất là xa. Bên cạnh đó thì nó có những cảm biến khác như là cảm biến rò rỉ khí ga và khí độc, nhất là cái khí độc CO rất là nguy hiểm, thì bây giờ cái này nó cũng cảm biến khí độc luôn ha. Và đây là cảm biến mà chống chấn động vỡ kính, là dùng cho các tiệm vàng hoặc là những cái cửa hàng mà có cái cửa kính mà nếu mà kẻ cướp nó đập vỡ cái cửa kính thì nó sẽ báo về trung tâm này luôn, và tất cả đều không dây. Và đây là nút nhấn khẳng không dây, nó cũng dành cho ví dụ như là ở nhà có cướp tấn công hoặc là người nhà bị bệnh, bị tai nạn gì đó, người ta muốn là bấm ngay khẩn cấp thì người ta bấm cái này nó cũng báo về đây, và cái này nó sẽ báo ngay cho bên công an nếu mà có cướp, hoặc là nó báo cho bên y tế nếu mà có người cần hỗ trợ y tế chẳng hạn. Tất cả đều không dây hết. Bên cạnh đó thì ví dụ mình có cái nhà như thế này là để bảo vệ ngay từ đầu luôn, thì cái photo beam này nè là nó cảm mình sẽ gắn ở hai bên này, thì mà khi có cướp trộm cướp nó leo rào vào thì cái photo beam này, cảm biến leo rào này nè, nó cũng sẽ báo không dây và có dây về trong cái trung tâm, về cái trung tâm này luôn. Và cái trung tâm này nó cũng báo báo động là bằng cách là nó hú còi lên, đúng không, nó hú còi lên hoặc là nó hú còi lên hoặc là nó gọi điện cho bên công an, gọi điện cho hàng xóm vân vân, để mà hỗ trợ kịp thời cho mình về cái vấn đề là báo động. Là đây là những cái cảm biến đơn giản, còn ngoài ra thì có thể là gắn thêm được rất là nhiều loại cảm biến khác, và chúng ta có rất là nhiều giải pháp để bảo vệ cho cái ngôi nhà của mình, cái văn phòng của mình, cái kho hàng của mình, cũng như là công ty hoặc là phân xưởng chẳng hạn. Thì công ty Nano luôn luôn có rất là nhiều cái giải pháp bảo vệ toàn diện cho từng cái yêu cầu của khách hàng, ví dụ như là cửa hàng, kho hàng, nhà máy, nhà xưởng sản xuất rộng lớn hàng ngàn hecta, hoặc là những cửa hàng nhỏ khoảng vài chục mét vuông, hoặc là văn phòng, hoặc là gia đình chúng ta, thì tất cả đều có những giải pháp để bảo vệ an toàn, phòng chống trộm cướp cháy nổ vân vân và vân vân. Rất là nhiều cái tiện ích của cái hệ thống báo trộm này, và các bạn có thể là scan của cái scan này, hoặc là gọi điện thoại cho công ty Nano. Và bên cạnh đó thì mình cũng quên nói luôn là cái trung tâm này có thể là xài được cái app trên điện thoại di động, kể cả là điện thoại di động luôn, Google Play hoặc là App Store của iPhone đều được hết. Và khi mà có sự cố thì chúng ta xem camera và điều khiển báo động mọi lúc mọi nơi đều được. Thì đó là những tính năng cơ bản của Picotest PCA8300 mới nhất mà công ty Nano đang phân phối. Còn ngoài ra thì chúng tôi còn rất là nhiều sản phẩm khác, và các bạn có thể tham khảo tại website là www.nano.vn, hoặc là xem các cái clip để hướng dẫn và review các sản phẩm này trên các kênh là Aletho Technology Channel. Và các bạn có thể đánh cái đường link dễ nhớ là xem camera.net thì các bạn có thể xem được ngay luôn. Xin cảm ơn các bạn.